Vâng, và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình làm clip này sẽ nói về vấn đề là mâu thuẫn trong khi các bạn giải bài Tarot. Thì tại sao lại có mâu thuẫn và mâu thuẫn đó là mâu thuẫn gì? Thì trong video này chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem mâu thuẫn đó là mâu thuẫn gì và tại sao có mâu thuẫn ha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Và ok, thì bây giờ mình sẽ nói cho các bạn mâu thuẫn trong khi giải bài là như thế nào nha. Đã bao giờ thật sự với bạn cái vấn đề này đã gặp rất là nhiều từ bạn reader chuyên nghiệp lâu năm cho đến chưa chuyên nghiệp, chưa chuyên nghiệp nghe nó kỳ quá, từ những bạn lâu năm cho tới những bạn mới đều chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề này. Đã bao giờ bạn bóc bài, bạn hỏi tích cực của một mối quan hệ mà nó ra 10 kiếm chưa? Đã bao giờ bạn hỏi tiêu cực của mối quan hệ mà nó ra 4 gậy chưa? Và có khi nào bạn bốc ra tiêu cực là gì mà nó ra deliver chưa? Chắc chắn là rồi đúng không? Và thật sự với bạn thì khi mà nó lên bài như vậy, mình chắc chắn các bạn sẽ bị khựng một thời gian, gọi là bị stun á, timing các bạn bị stun lại một cái và bị ngồi xem là ồ tại sao lại như vậy. Các bạn sẽ tự đặt ra câu hỏi và đôi khi nó cũng bị nghịch lý, và đây chính là mâu thuẫn trong khi giải bài. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó, tại sao lại có cái vấn đề như vậy, thì tại sao lại có cái sự mâu thuẫn như vậy ha. Thì thật sự với bạn á, trước đây mọi người đã về vấn đề tarot, mọi người đã bàn bạc và nói chuyện rất là nhiều về cái bộ bài tarot này, và người ta nói là ủa tại sao cho một lá bài lá đó tại sao không là tiêu cực luôn và lá này không phải là tích cực luôn, mà tại sao lúc nào cũng phải có lá này là tích cực tiêu cực cho tụi tôi mệt quá vậy, tại sao không tạo ra một bộ bài nào đó mà cái lá này là lá tiêu cực bóc ra là tiêu cực, lá này bóc ra là tích cực cho tôi dễ. Thì có một nhà chiêm tinh học lúc đó người ta sẽ nói như thế này, ông đó nói như thế này, ông đó nói là trong vạn vật không có gì là tốt hoàn toàn và cũng chẳng có gì là xấu hoàn toàn, mọi vật đều tồn tại mặt tốt và mặt xấu của nó, đó là quy luật của cuộc sống này. Thì chắc chắn là ông sẽ không có nói tiếng Việt đâu, ông nói bằng tiếng Anh nhưng mà mình dịch cho các bạn dễ hiểu. Đúng là như vậy bạn, ví dụ như một cây dao đi, nếu mà bạn biết sử dụng nó thì bạn có thể trở thành một đầu bếp chẳng hạn, còn nếu không biết cách sử dụng nó, sử dụng theo mục đích khác thì nó sẽ trở thành một hung khí để gây án chẳng hạn, hoặc là một cái ghế đi, bình thường chúng ta dùng để ngồi nhưng mà một người đó có thể cầm cái ghế đó và phang thẳng vào người khác đấy. Nên mà vạn vật nó đều tồn tại như vậy và hơn nhau ở cách mình sử dụng nó thôi. Lá bài cũng vậy, lá bài thì sẽ có tích cực và tiêu cực, chủ yếu là nó sẽ phù hợp với giải ở trường hợp nào thôi bạn nhé. Và đó thì mình đã giải thích cho các bạn là mâu thuẫn đó là mâu thuẫn gì và tại sao có sự mâu thuẫn này. Thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn giải quyết những vấn đề này nha. Nói chung là về cái cách mà giải quyết cái sự mâu thuẫn này, và sau video này mình chắc chắn các bạn là dù tích cực, tiêu cực, ga lá như thế nào đi nữa bạn vẫn sẽ biết cách giải, mình chắc chắn và cam đoan với các bạn điều đó. Chỉ cần các bạn chú ý giúp mình và xem hết video giúp mình thì mình sẽ hứa mình sẽ làm được điều đó nha. Và ok, thì để mà các bạn có thể giải được giữa điểm tích cực và tiêu cực của một lá bài á, thì các bạn hãy giúp mình thỏa một điều kiện sau đây, đó chính là bạn phải hiểu được ý nghĩa gốc của lá bài. Mình không nói ý nghĩa nhắn nha, bạn hãy giúp mình nhớ được ý nghĩa gốc và cái keyword chính của lá bài đó là được rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ dạng như là mình sẽ demo cho các bạn 5 lá để xem thử là tích cực, tiêu cực của từng lá mình phân tích là như thế nào. Nó thật sự với bạn là nó không cần quá nhiều về cái ý nghĩa, nhưng nó cần bạn cách nhìn vào lá bài, cách suy nghĩ và cái cách tưởng tượng ra liên tưởng. Ok, mình sẽ đi một khoảng 5 lá, 2, 3, 4, 5. Ok, mình sẽ lấy 5 lá lần lượt là Bay Quan, Tám Cúp, The Fool, Năm Cúp và đại diện cho tiêu cực 10 kiếm. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn xem thử là những ưu điểm và khuyết điểm, những cái mặt tốt và mặt xấu của mỗi lá bài ha. Chúng ta sẽ đi vào lá The Fool. Vậy thì tích cực và tiêu cực của The Fool là gì? Đầu tiên là tích cực trước nha. Ok, cho các bạn 5 giây suy nghĩ. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đã có câu trả lời chưa? Ok, nếu mà bạn chưa có thì tích cực của The Fool nó thể hiện cho cái sự gì đó, người này là một người sắp có một chuyến đi mới. The Fool nó thể hiện cho cái sự đó chính là người này có thể bước tới một cái chân trời mới, một cái lĩnh vực mới mà người này chưa được
trước đây, chưa được biết trước đây, và có thể nó được mở mang tầm mắt và được học hỏi thêm nhiều thứ và được phát triển bản thân hơn, đi đến những vùng đất mới, có được sự chuyển đổi rõ ràng và kiểu như là gọi là sáng tạo thêm, được mở rộng thêm đầu óc ra về thế giới bên ngoài, thế giới quan bên ngoài, và cho chúng ta biết được những cái nhận thức bên ngoài, những cái cuộc sống bên ngoài, và kiểu như thoát khỏi cái rào cản của bản thân, thoát khỏi những cái gì đó gò bó bản thân, và có thể nó vươn mình tới một cái địa điểm mà chưa ai đến. Đấy, đại loại như vậy. Còn tiêu cực của The Fool là gì bạn? 5 giây suy nghĩ nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, tiêu cực của The Fool, nếu bạn không biết tiêu cực của nó, hãy giúp mình nhìn vào lá bài. Nhìn vào lá bài các bạn thấy gì? Một người đứng trên một cái dãy núi, rất là vui, và có một chú chó. Dưới đây là sóng thần. Sóng thần đúng không? Hay là biển? Cái hình dung là biển, sóng thần gì đây rồi. Mặt trời. Và người này vẫn đang vui, tay thì cầm bông hoa. Thì tích cực á, là bạn đang giải chơi. Gương mặt người này ok, rất là vui, thoải mái, và trên tay có một cái túi tay nải, chuẩn bị hành trang bước tới chân trời mới, đúng không? Thì lúc nãy mình cũng đã có nói rồi. Vậy còn tiêu cực, tiêu cực chúng ta sẽ giải dưới đây. Tiêu cực đó chính là có thể dẫn đến cái chết. Tại vì người này hình dung là người này có vẻ như là rất là thoải mái, người này không biết trước mặt người đó có bờ vực luôn mà. Cho nên là tiêu cực ở đây không phải là không, mình đừng có giải cho khách là cái chết nha, mình để ví dụ thôi. Có thể nói là người này sẽ gặp những cái khó khăn không kiểm soát được. Gặp những khó khăn và không biết là mình đang gặp khó khăn. Ví dụ như là đi trên đường đó, người này có thể gặp những cái vấn đề giống như là thiên tai, hoặc là gặp về những cái vấn đề như cướp bóc này nọ nọ, khiến người này không biết được và không làm chủ được. Có thể nói tiêu cực của The Fool là sẽ gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà chính bản thân người đó không làm chủ được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người này có thể đối mặt với áp lực, đối mặt với lại mệt mỏi. Bạn cứ tưởng tượng bạn cầm một cái ba lô, bạn đi tới một cái khu vực khác đi. Cái đầu tiên bạn gặp là gì, khó khăn là gì? Không có ngôn ngữ. À ok, không có ngôn ngữ. Thứ hai nữa là có thể đi sai đường. Thứ ba nữa là có thể là không biết mình sẽ gặp cái gì. The Fool cũng vậy. The Fool thể hiện cho cái sự gì đó, người này sẽ gặp nhiều rào cản đối với bản thân. Ví dụ như là bản thân người này ở cái làng người này thì người này chỉ cần biết nói tiếng Việt là đủ rồi. Nhưng mà bước qua chân trời mới phải cần nói tiếng Anh, nói tiếng Nhật. Đấy, thì The Fool trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Đối có thể đến cái chân trời mới, nhưng những thực lực của chúng ta ở lúc đó đến chỗ khác chưa đủ, có gọi là chưa đạt yêu cầu luôn. Có thể chúng ta giỏi trong một lĩnh vực nào đó, nhưng bước vào một lĩnh vực khác chúng ta chả là gì hết. Đấy, The Fool, tiêu cực của The Fool là bạn còn khá là kém hiểu biết, và bạn còn gặp nhiều rào cản, gặp nhiều khó khăn lắm. Cho nên là tiêu cực của The Fool đó chính là bạn phải, tiêu cực của The Fool đó chính là sẽ gặp nhiều cái vấn đề không may mắn, gặp những cái vấn đề không lường trước được, và khả năng bản thân chưa đủ. Đấy, đại loại như vậy. Đây là tiêu cực và tích cực của The Fool, các bạn hiểu không? Kiểu như cái mình có thể tưởng tượng, mình nhìn vào lá bài để mình tưởng tượng ra như vậy, thì nó sẽ là tiêu cực và tích cực của The Fool. Nhưng mà phải nhớ giúp mình có được ý nghĩa chính của keyword này. Keyword chính của The Fool đó chính là sự thay đổi, sự mới mẻ, sự gì đó chuyển tiếp. Nhớ giúp mình nha. Và tiếp theo là chúng ta có lá 5 cúp. Vậy thì các bạn hãy suy nghĩ thử giúp mình, keyword chính của 5 cúp là gì? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, keyword chính của 5 cúp là sự mất mát, sự nuối tiếc và sự tổn thương, đúng, chính xác, và buồn bã nữa. Ok, thì như thế này nè bạn, bạn nhìn vào lá bài giúp mình, tiêu cực của lá 5 cúp là gì? Tiêu cực của lá 5 cúp thì như lúc nãy mình nói, người này bị buồn nè. Người này đang nhìn vào những cái cúp đổ nè, và người này đang rất là tiêu cực và rất là bị tổn thương, đúng không? Đúng, chính xác, đây là lá tiêu cực. Vậy thì tích cực của 5 cúp là gì đây? Khó nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok. Nếu mà bạn hơi thiếu thời gian để suy nghĩ á, thì bạn dừng video lại để suy nghĩ nha. Tại vì mình nghĩ là nếu mà bạn suy nghĩ ra cùng với cái ý kiến của mình á, thì bạn sẽ có cái sự gì đó gọi là cũng liên tưởng được với bài. Và chắc chắn với bạn 78 lá này nó chả là gì với bạn hết. Nên là cố gắng giúp mình, hoặc là bạn có thể dừng video và comment bên dưới á, những cái suy nghĩ của bạn về tích cực của những lá này, và lát nữa xem lại có đúng không ha. Ok, thì bây giờ tới mình ha. Rồi, điểm tích cực của 5 cúp này là gì đây? Như các bạn thấy, người này họ đang rất là bị buồn, bị sự tang thương nào đó rất là tổn thương, và người này ba cái cúp bị đổ, và người này họ đang nhìn khăng khăng vào những cái ba cúp bị đổ. Nhưng người này họ không để mặc tới hai chiếc cúp
ở đằng sau lưng họ, nó vẫn còn nguyên. Điều này chứng tỏ người này chỉ nhìn vào những đau thương hiện tại người này có thôi, chứ người này không muốn giải quyết vấn đề và không muốn nhìn nhận vào những cái mình đang có ở thời điểm hiện tại. Nghe nó hơi khó hiểu đúng không? Hình dung như thế này là bạn, người này họ bị, ví dụ như là một người đó đang làm tổng giám đốc bỗng nhiên bị phế chức xuống thành phó giám đốc, và người này cứ tiếc cái chức tổng giám đốc đó hoài, nhưng người đó không biết là mặc dù bị giáng chức nhưng mình vẫn đang ở phó giám đốc thì mình vẫn có thể đi lên lại tổng giám đốc. Và bằng chứng như sau, các bạn hãy nhìn vào lá bài. Như các bạn thấy, chúng ta là nguyên tố cúp, là đại diện cho nguyên tố nước, bộ ẩn chính cúp đại diện cho nguyên tố nước, thì nước thì nó sẽ thể hiện cho cái gì đó, tình cảm đúng không? Ok, thì ở đây là người này vẫn ở yên đây, hai chiếc cúp vẫn còn đầy nước ở đây, ba chiếc cúp này thì nó không còn nước nữa rồi, nhưng nhìn xa xa nó vẫn còn một cái bờ sông, thì người này có thể phục hồi nó bằng cách đi ra bờ sông này mà. Nhưng mà người này vẫn cứ đứng ở đây như vậy và cứ suy nghĩ về những chiếc cúp đã đổ vỡ và tiếc nó, chứ không tìm cách để giải quyết làm sao cho nó đầy lại. Các bạn đồng ý với mình không? Cho nên là về lá năm cúp này nó thể hiện cho cái sự gì đó tiêu cực của nó, là sự mất mát, sự đau thương, sự không hài lòng, sự thất vọng, sự tiêu cực. Đúng, nhưng tích cực của nó là gì? Tích cực của nó ở đây nó chính là, thứ nhất, mọi chuyện vẫn có thể cứu chữa được. Thứ hai, hãy tìm, vẫn có cách giải quyết, và cách giải quyết rất đơn giản, chỉ là do bạn không nhìn qua thôi. Cho nên là đó là tiêu cực và tích cực của lá năm cúp. Các bạn có giống như mình không? Các bạn có suy nghĩ ra giống như mình không? Nếu mà có thì cứ comment bên dưới cho mình biết nha. Đó là tích cực và tiêu cực của năm cúp. Các bạn thấy không? Nó rất là dễ. Các bạn hãy cố gắng giúp mình nhìn kỹ vào trong hình ảnh, các bạn sẽ tìm ra tích cực và tiêu cực của từng lá bài nha. Và bây giờ chúng ta đi đến lá số 3, đó chính là lá tám cúp. Ok, các bạn hãy suy nghĩ giúp mình, tám cúp này nhìn vào là thấy tiêu cực đúng không? Vậy thì đối với các bạn, keyword chính của tám cúp là gì? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, thì lá tiêu cực, keyword chính của tám cúp đó thì cho sự dừng lại, thì cho sự gì đó gọi là quay bỏ lưng bỏ đi, và có thể gọi là dừng cuộc chơi. Và tám cúp đó thì cho cái sự gì đó gọi là đã đến lúc phải dừng lại. Và tám cúp nó thể hiện cho một cái điều gì đó, thể hiện cho cái sự gọi là buồn, cũng có một chút thất vọng, và cũng có một chút gọi là không như mong muốn của người này. Và các bạn hãy nhìn vào kỹ vào lá bài giúp mình á, thì các bạn thấy người này là một cái con người, họ đang đi, họ đang đi và họ quay lại với những chiếc cúp của họ. Thì tiêu cực thì ok, nó khá là đơn giản, vậy còn tích cực của năm cúp, tám cúp thì như thế nào? Các bạn có suy nghĩ ra không? Các bạn cứ suy nghĩ thử ha, coi thử là tám cúp này tích cực của nó là gì. Rồi ok, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi về tích cực của lá tám cúp này thì nó cũng khá là đơn giản thôi bạn. Bạn nhìn vào hình nè, ok, người này họ đang quay lưng bỏ đi. Tám chiếc cúp được xếp ngay ngắn ở trên một cái bề mặt. Điều này nó chứng tỏ cho sự người này hình như là họ khác với lá năm cúp lúc nãy bạn. Thì ba cúp đây, năm cúp lúc nãy, thì ba chiếc cúp dưới đây của chúng ta nó bị đổ vỡ. Còn những chiếc cúp bên đây thì như thế nào bạn? Nó còn nguyên vẹn và nó không có một chút gì gọi là xây xước, và nó còn rất là ngay hàng thẳng lối nữa. Thì điều này thể hiện cho điều gì đây? Có lẽ là người này đã, trước khi rời đi, người này đã xếp nó lên một cái cách rất là gọn và đẹp mắt. Vậy thì thể hiện cho cái điều là người này muốn kết thúc trong sự êm đẹp. Và tích cực của nó thể hiện cho cái sự là người này họ biết điểm dừng. Đây dừng là hợp lý, và họ biết bản thân họ tới đâu, họ biết cái gì có thể đi xa được và cái gì không thể đi xa được. Ví dụ như trong một mối quan hệ tình cảm, bóc ra tám cúp thì không phải là người kia phụ tình phụ bạc quay lưng bỏ đi đâu, mà người đó cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai, cảm thấy mối quan hệ này khó đi lâu dài, có thể gia đình ngăn cấm, hoặc là vì một cái lý do nào đó, hoặc là yêu xa đại loại như vậy. Cho nên người này muốn kết thúc khi nó còn đẹp. Chứ các bạn thường để ý, các cặp đôi mà thường cãi vã xung đột và xích mích đó, thường là cãi xong rồi chia tay đúng không? Thường là như vậy, thường là như vậy nha. Thì khi mà cãi xong chia tay thì chắc chắn những cái kỷ niệm nó sẽ không còn nữa. Thì đó là lý do tại sao lại có cái câu ca dao là lật mặt nhanh như người yêu cũ. Đấy, đấy, đấy. Có cái sự cãi vã thì giống như là đã ghét rồi thì nó sẽ ghét cả đời còn lại luôn. Mà kiểu như đi đâu cũng nói xấu hết. Nhưng mà mình không khuyến cáo là đi nói xấu người yêu cũ đâu nha. Ít ra các bạn cũng đã từng hạnh phúc bên người ta mà sao đi nói xấu được. Thôi quay lại lá bài tám cúp ha. Thì nó thì cho cái sự là ví dụ như là thường các bạn thấy là đó,
cãi xong, xung đột xong rất là lớn rồi mới chia tay. Thì lá tấm cúp này nó thể hiện cho cái sự là người này muốn kết thúc trong êm đẹp, không muốn có những cái gió, và muốn cả hai giữ là những kỷ niệm sâu sắc nhất ở bên nhau, và cả hai muốn giữ những cái kỷ niệm tốt đẹp và muốn kết thúc ngay cái khoảnh khắc nó đẹp nhất. Thì tích cực của tấm cúp là như vậy đó. Thì là như vậy, các bạn chỉ cần nhìn cái hình ảnh và liên tưởng một chút xíu thì mình nghĩ là các bạn sẽ làm được thôi, nó không khó đâu bạn nhé. Và tới lá thứ tư là lá Bay of Wands. Bay of Wands này nó thể hiện điều gì đây bạn? Và các bạn nhìn hình thì chắc mình nghĩ là các bạn sẽ nghĩ nó là tích cực đúng không? Thì chắc chắn là tích cực rồi, ok. Vậy thì keyword của Bay of Wands là gì các bạn ha? 1 2 3 4 5. Rồi, tích cực của Bay of Wands nó thể hiện cho sự là người này sự nhiệt huyết, tự tin, năng động, phát triển, nỗ lực, vươn lên. Ở nhiều quá thôi. Ok, mình bị cuốn theo cái ý nghĩa rồi. Ok, thì bây giờ Bay of Wands ấy, nó đại diện cho sự nhiệt huyết, sự tò mò và sự gì đó phát triển bản thân, học hỏi, tò mò. Ok, thì bây giờ các bạn nhìn hình giúp mình nè. Tích cực của Bay of Wands, Bay of Wands họ đang đứng ở đâu đây bạn? Giữa sa mạc. Rồi, ở giữa sa mạc, các bạn thấy ở giữa sa mạc này á, nhìn kỹ các bạn, nếu mà có bộ bài các bạn lấy bộ lá Bay of Wands ra nhìn giúp mình. Các bạn nhìn kỹ với cái sa mạc này nè. Nó có bất cứ một cái cây nào không? Không. Sa mạc thì không có cây nào hết. Có xương rồng nhưng mà trong đây họa sĩ không có vẽ. Ok, không có cây nào hết, nhưng mà người này đang cầm một cái cây. Trên cây còn có lá nữa. Thì hình như người này đang rất là tò mò với cái cây này, và hình như là người này đang rất là thích thú với cái cây này, vì hình như là người này đang xăm soi nó rất là kỹ và nhìn nó rất là kỹ lưỡng. Thì thể hiện cho sự tò mò, thể hiện cho cái sự gì đó. Bay mà bạn, bay nó đại diện cho nguyên tố, bay đại diện cho gậy, không phải cái lá bay quăng này, quăng là gậy, gậy là nguyên tố lửa đấy, mình cứ nhầm, gậy là lửa, mà lửa thì hiện cho sự nhiệt huyết, sự năng động. Thì bay quăng nó thể hiện cho sự người này là người nhiệt huyết, có cái sự gì đó bạn thấy có ai đó mà nắng chang chang, hoặc là giữa sa mạc mà tự nhiên đi ra sa mạc đi nhìn cái cây không? Không đúng không? Chắc chắn người đó phải có đam mê, đúng rồi, phải đam mê với nghề. Kiểu như bạn, các bạn coi trên cái chương trình mà thế giới động vật này nọ, người ta có thể nằm hàng giờ để người ta coi những con động vật xem nó làm cái gì, hoặc là nó săn cái gì, nó ăn cái gì, nó phải có đam mê mới làm được, bạn đảm bảo với bạn điều đó luôn. Cho nên người này hình như họ đam mê công việc của họ, thể hiện cho sự nhiệt huyết, đam mê, còn tò mò nữa. Thì thể hiện cho cái người này á, là cái người họ đang rất là coi ở đây, họ đang đứng rất là tò mò về cái cây này. Thì cái cây này á, sẽ là một cái thứ gì đó gọi là sẽ khiến họ vươn lên. Và các bạn thấy giống như người này á, nhìn theo một khía cạnh khác thì giống như người này đang bị lạc ở giữa sa mạc, nhưng mà gương mặt người này không có sợ, không có sợ, và họ đang cầm dùng cái cây này để xem hướng gió hoặc là hướng đi, và xem như cái cây này như một cái la bàn để họ đi ra khỏi sa mạc này. Thì có thể nói Bay of Wands này nó thể hiện cho cái sự gì đó gọi là tự do. Nó sẽ giống như là phu bạn đến những cái vùng đất không, người ta không biết được, và nó thể hiện cho cái sự gì đó gọi là có cái sự nhiệt huyết, có cái sự vươn mình và có cái sự phát triển bản thân. Và nhìn vào lá Bay of Wands này á, chúng ta có thể thấy được là Bay of Wands nó thể hiện cho cái gì đó gọi là họ đang có cái sự nỗ lực cho bản thân họ, và họ đang cố gắng phát triển bản thân hơn nữa. Nên nhìn chung thì lá tích cực về lá Bay of Wands nó khá là nhiều. Các bạn hãy nhớ giúp mình tích cực nè, là Bay of Wands là phát triển, vươn mình, nỗ lực, vươn lên, và thể hiện cho cái sự gì đó gọi là thú vị, tò mò. Đấy, đại loại như vậy. Những keyword đó các bạn có thể ghép vô trả bài. Vậy còn tiêu cực của Bay of Wands là như thế nào? Tiêu cực của Bay of Wands là như thế, bạn nhìn hình kỹ nha. Ok, 1 2 3 4 5. Rồi, nếu bạn chưa đoán được tiêu cực của Bay of Wands á, thì nói chung là lá này là cũng hơi khó. Thì tiêu cực của Bay of Wands các bạn, nó sẽ thể hiện cho cái sự gì đó là người này là một người có sự nỗ lực, đúng, có sự đam mê, đúng, và nó có gì đó gọi là tò mò, đúng. Nhưng Bay of Wands, bay đại diện cho những, nếu mà bạn hiểu về câu khạc á, thì bay nó sẽ còn nhỏ, nó là nhỏ nhất trong đơn vị bốn lá hoàng gia. Thì nếu mà các bạn chưa biết á, thì hôm sau này mình sẽ làm về series những lá hoàng gia nè, về những nguyên tố nè, yên tâm mình sẽ làm hết, nên là bấm subscribe nha. Ok, thì á, bay á, nó là đơn vị đầu tiên của bốn lá cao khạc, và nó là nhỏ nhất, cho nên các bạn, cái sự nhiệt huyết của nó cũng không có nhiều, cái sự nhiệt huyết nó không có nhiều, cho nên là nó là con nít. Mà bạn, một con nít ở đó, các bạn hình tưởng tượng nha, con nít thì nó thích một cái món đồ gì đó, nó sẽ đòi cho bằng được, đúng không? Thường các bạn để nó sẽ đòi cho bằng được, và khi nó đòi được rồi, nó chơi được một hai ngày thì nó sẽ có hiện tượng gì? Đúng rồi, chán. Đấy,
Thì bay quăng nó cũng như vậy, bay quăng nó thì nó sự gì tò mò, ok, nó lúc đầu nó rất là sung nhưng về sau thì nó lại xìu đấy, đại loại như vậy. Và tiêu cực của bay quăng là không chắc lâu dài, bốc ra một mối quan hệ mà xuất hiện bay quăng, mối quan hệ này rất là ghê, rất là tình cảm và thể hiện rất là lãng mạn, nhìn rất là lãng mạn nhưng mà không chắc lâu dài, nó không có sự liên kết bền chặt. Và bay quăng nó cũng vậy, không chắc là như bạn chứ không phải là không phải không không bền chặt nha, không chắc bền chặt. Và trong công việc cũng vậy, bốc ra bay quăng thì cũng phải e ngại người này, ok, người này có thể làm việc rất là năng say, rất là thế này kia, nhưng được 1-2 tháng thì người này không có còn năng lượng đó nữa, nên là bốc ra bay quăng nó cũng đi kèm với những cái nỗi sợ hãi. Tích cực thì có tích cực nhưng tiêu cực nó cũng nhiều, nên là bốc ra tiêu cực thì bạn hãy nhớ giúp mình dễ nản, dễ chán, dễ buông bỏ và dễ bỏ cuộc. Đấy, đây là tiêu cực của bay quăng ha. Và tới lá cuối cùng của chúng ta, lá đại diện cho tiêu cực, đó chính là 10 kiếm. Ok, vậy thì các bạn hãy nhìn thử giúp mình tiêu cực của 10 kiếm là gì, keyword chính của 10 kiếm là như thế nào đây. Ok, 1 2 3 4 5. Ok, thì keyword chính của 10 kiếm nó sẽ thể hiện cho sự gì đó chấm dứt, tổn thương đến tột cùng, dừng lại, chấm hết, chấm dứt một mối quan hệ, kết thúc một việc gì đó. Và đấy, đấy là những cái lá ý nghĩa tiêu cực của 10 kiếm. Vậy thì các bạn nhìn vào hình thử giúp mình tích cực của 10 kiếm là như thế nào. Ở trước đây mình đã có từng nói rồi nhưng mà các bạn không được chơi ăn gian nha. Ok, các bạn hãy suy nghĩ nghĩ khác giúp mình nha. Tích cực của 10 kiếm là như thế nào? 1 2 3 4 5. Ok. Về tích cực của lá 10 kiếm là như sau. Đầu tiên các bạn hãy nhìn hình giúp mình. Người này họ đang bị nhìn thấy đau quá, 10 cái kiếm đâm vào lưng. Và người này họ đang nằm dưới sàn. Rồi. Các bạn hãy nhìn vào cái, vậy thì mình sẽ nói tích cực của 10 kiếm là gì ha. Ok, nhìn vào lá đây nè, lá số 10 nè. Lá số 10. Thì lá số 10 này á, bạn có đồng ý giúp mình á là số 10 này là kết thúc chưa? Một số bạn sẽ nói rồi và một số bạn sẽ nói chưa, nhưng thật sự với bạn nó đã kết thúc rồi, tại vì mình biết là các bạn nói chưa là còn bay nay này nọ đúng không, nhưng mà đâu phải đâu, nó được ghép một bộ ẩn khác mà, nó là 10 là nó cao nhất rồi, nó đâu có lá 11 rồi đúng không, cho nên là lá 10 là sự tiêu cực tột độ. Và các bạn nhìn trên lưng người này bị đâm 10 cái kiếm như vậy nè, thì có thêm một cái kiếm nào lên được nữa không? Chắc chắn là không, tại vì mình đã đến số 10 rồi, không thể nào có lá 11 và không thể nào có thêm một cái kiếm nào đâm vô nữa, thì nó thể hiện sự đau đớn tột cùng, không thể đau hơn. Và những cái gì đến cũng đã đến hết rồi, và những cái gì tiêu cực nhất cũng đã đến hết rồi, cho nên là tích cực của người này là bốc ra 10 kiếm thì không sao đâu, công việc của bạn sắp tới chắc chắn sẽ tốt hơn vì những cái bạn đối mặt nó đã đến rồi. Và thật sự với bạn ấy, những nhà doanh nghiệp, những nhà kinh doanh họ sẽ nói một câu như thế này: những gì không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Đó là cái câu mình nghe rất là thích, những gì không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Cho nên là lá 10 kiếm này cũng vậy, trong cuộc sống chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ bốc ra những lá 10 kiếm như thế này. Nhưng sau những lần 10 kiếm như vậy, chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều bài học. Và thật sự với bạn là không sợ người thất bại, chỉ sợ người thất bại 1-2 lần. Đấy, kiểu vậy. Kiểu như bạn có thể thất bại được bao nhiêu cũng được, nhưng mà đừng bao giờ thất bại một cái trong vòng 2 lần. Đấy, không bao giờ bị thất bại lại các bạn, đại loại như vậy. Nên khi mà 10 kiếm nó xảy ra thì chúng ta cũng nên vui, vì chúng ta đã học được rất là nhiều bài học trong cuộc sống và được rất là nhiều kinh nghiệm, để sau này chúng ta gặp lại chúng ta sẽ sẵn sàng giải quyết được nó. Nên 10 kiếm nó thể hiện cho sự là tích cực của 10 kiếm, đó chính là sự thay đổi, sự học tập, sự kinh nghiệm và sự gọi là kinh nghiệm trên đường đời các bạn. Đấy, thì 10 kiếm nó thể hiện cho cái sự gì đó, bạn cũng là thật sự với bạn, bạn chỉ cần trong cuộc sống mà bạn bốc cái tầm 5 lần hoặc là 7 lần lá 10 kiếm thôi, là mình đảm bảo bạn bạn là một con quái vật rồi, bạn là một cái gì gì đó là không bao giờ bị khuất phục được nữa. Nên 10 kiếm các bạn bốc ra thì nghe thấy nó chết chóc đau thương tiêu cực, nhưng thật sự với bạn 10 kiếm trong cuộc sống chúng ta nên bóc ra nhiều hơn chút xíu, tại sau những cái lỗi lầm, sau những thất bại, chúng ta sẽ rút ra được rất là nhiều bài học và chúng ta sẽ rút ra được rất là nhiều thứ trong cuộc sống này mà không ai dạy cho chúng ta cả. Cho nên 10 kiếm nó thể hiện cho cái sự gì đó gọi là học hỏi ở chính bản thân, người thầy của bạn, người thầy vĩ đại nhất của bạn chính là bản thân bạn mà, và sự chiến thắng vĩ đại nhất của con người chính là chiến thắng bản thân. Thì sau là mỗi lần 10 kiếm bạn sẽ chắc chắn sẽ phát triển hơn, và sau mỗi lần 10 kiếm mình đảm bảo bạn bạn sẽ vươn mình hơn nữa, và tới một lúc nào đó bạn sẽ trở thành một cái con người mà gọi là không bao giờ gặp lá 10 kiếm nữa chẳng hạn. Cho nên 10 kiếm bốc ra tiêu cực của nó là chấm dứt, kết thúc này nọ nọ kia, nhưng mà 10 kiếm bốc ra về tích cực
đó chính là bạn sắp tới sẽ học được những cái kinh nghiệm và bạn đảm bảo bạn sẽ không thể đau hơn được nữa, bạn chỉ học tốt hơn thôi chứ không thể nào tệ hơn. Đấy, các bạn thấy nó dễ không? Chỉ cần suy nghĩ và suy luận chút xíu thì mình nghĩ là những cái vấn đề này nó cũng khá là đơn giản, nó không khó đâu. Và đó thì mình đã đi qua năm lá, mình demo cho các bạn xem thử về tích cực và tiêu cực của từng lá bài. Vậy thì có một bài tập nho nhỏ cho các bạn làm ở nhà đây, đó chính là các bạn hãy xào một bài giúp mình. Rồi, bài tập sẽ khá là đơn giản thôi, các bạn hãy bóc giúp mình. Ví dụ như là nếu mà bạn đang muốn làm một cái vấn đề gì đó, bạn hãy nói ra bóc giúp mình ba lá: tích cực, tiêu cực và kết quả. Ví dụ như là bạn đang dự định là coi điểm, coi thử là kỳ thi sắp tới của bạn có tốt hay không, tích cực, tiêu cực và kết quả. Thì tích cực, tích cực, tiêu cực và kết quả. Đấy, thì ở đây mình sẽ không giải, mình sẽ để các bạn hãy tự chiêm nghiệm thử câu chuyện của các bạn. Và nếu như các bạn có gặp bất cứ vấn đề khó khăn nào trong quá trình chạy bài, hoặc là không biết là tích cực lá này, tiêu cực lá này như thế nào, thì mình có một cái nhóm, mình sẽ ghim ở dưới comment đầu á, để các bạn xem dưới đó và các bạn có thể join, tham gia vào cái hội nhóm này để chúng ta cùng nhau phát triển và cùng nhau tự học phát triển tăng hot ha. Và mình nghĩ là cái vấn đề này nó sẽ cần một thời gian để các bạn luyện tập, mình nghĩ là tầm 1 tuần tới 2 tuần thì mình đảm bảo với bạn thì những cái lá bài 78 lá tarot này nó sẽ không làm khó được bạn đâu. Chỉ cần các bạn giúp mình nhìn kỹ vào lá bài một chút xíu và hãy cố gắng nhìn vào lá bài khách quan hết sức có thể, đừng bị gò bó, bị phụ thuộc bất cứ một nghĩa nào cả, cứ nhìn vào lá bài thấy gì nói đó, thì mình đảm bảo bạn bạn sẽ tự nhảy ra những nghĩa tích cực và tiêu cực luôn. Tích cực tiêu cực nó không khó đâu bạn, bạn chỉ cần biết được keyword chính thì những keyword xung quanh bạn sẽ tự mở ra được những keyword nhánh đó bạn, và chỉ cần một chút liên tưởng, một chút suy nghĩ, một chút xíu để ý, chút xíu đảm bảo với bạn là nó sẽ khá là đơn giản thôi. Cho nên là cố gắng lên nha, mình nghĩ là bạn sẽ làm được thôi. Và ok, video tới đây chắc cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, và các bạn có thích mình làm về những cái sự phân tích về những lá bài nữa hay không? Nếu có thì cứ comment bên dưới để cho mình biết nha. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn sớm nhất có thể nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. On see you next time.